Chào mừng cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty luật CAS. Bảo hiểm y tế luôn là nội dung được nhiều người dân quan tâm bởi gắn liền với quyền lợi thiết thực của người dân khi đi khám chữa bệnh. Công ty luật đã thực hiện nhiều video liên quan đến vấn đề bảo hiểm y tế như quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục, bảo hiểm y tế hộ gia đình, vân vân. Các cô chú, anh chị và các bạn quan tâm có thể xem thêm đường link bên dưới phần mô tả. Để đảm bảo an sinh xã hội, nhà nước có chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho một số đối tượng nhằm tạo điều kiện cho người dân có cơ hội được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và chăm sóc sức khỏe miễn phí. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 75 bổ sung thêm đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nâng tổng số đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí tính đến thời điểm hiện tại là 31 đối tượng. Vậy, chúng ta cùng tìm hiểu những ai được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí qua video ngày hôm nay. Có 4 nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí gồm: nhóm thứ nhất là nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Nhóm thứ hai là nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đóng. Nhóm thứ ba là nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do người sử dụng lao động đóng. Và nhóm cuối cùng là nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ sở đào tạo đóng. Trước tiên đến với nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng. Tại nhóm này gồm có người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định của Chính phủ, người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, người lao động trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tiếp theo là nhóm được cấp bảo hiểm y tế miễn phí do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu theo quy định, cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc, đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước, người có công với cách mạng theo quy định, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp đương nhiệm, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội, người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn năm 2022-2025, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo, người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở, thân nhân của liệt sĩ bao gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ, người có công nuôi liệt sĩ, thân nhân của người có công trừ một số trường hợp, thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viện công an nhân dân, hạ sĩ quan, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, người đã hiến bộ phận cơ thể người, người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam, được cấp học bổng từ ngân sách của nhà nước Việt Nam, người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người phục vụ người có công đang sống ở gia đình, bao gồm người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng, người phục vụ thương binh, bao gồm cả thương binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, hiện đang cư trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, Mỹ, đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3, điều 12 Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi năm 2014. Nhóm thứ 3 là nhóm được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người sử dụng lao động đóng, gồm có thân nhân của công nhân viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, thân nhân công nhân công an đang phục vụ trong công an nhân dân, thân nhân của người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, và nhóm cuối cùng là nhóm được cơ sở đào tạo đóng. Theo đó, học viên đào tạo sĩ quan dự bị
từ 3 tháng trở lên chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong thời gian đào tạo thì được cơ sở đào tạo đóng bảo hiểm y tế. Như vậy, công ty luật vừa trình bày 31 đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nếu có bất kỳ thắc mắc, cô chú anh chị và các bạn liên hệ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi mình sinh sống để được hướng dẫn. Video đến đây là hết. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn like, share và đăng ký theo dõi kênh YouTube của công ty luật CIS để không bỏ lỡ những video pháp lý hữu ích khác. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.